khoán Thạch Bích hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trò chơi này thì ai cũng biết, những câu hỏi và những án một luôn rình rập trên đầu chúng ta. Trái một ly là đi một ký. Only C anh vẫn đang thất thần. Only C thất thần không phải vì quá mệt, không phải vì trò chơi nặng mà thất thần phải đối đầu với Lâm Vĩ Dạ. Lúc đầu tiên em hỏi là chương trình bảy nụ có gì dơ bẩn không? Không, ở đây chỉ có một mình Lâm Vĩ Dạ thôi. Em tin anh, bây giờ thì em mới tin anh là đúng rồi. Hồi nãy vô xuống cánh gà hỏi tôi, anh Vàng hỏi gì? Sao có người phụ nữ như vậy anh? Bây giờ chúng ta sẽ có 3 cặp đấu, mời thách đấu và chọn cặp. Anh nói gì vậy đó? Anh nói gì vậy đó? Dạ. Dạ. Anh vẫn còn chưa sẵn sàng. Rồi, một cặp. Cặp thứ hai. Em nhanh tiếng luật. Em với anh Vinh. Không được chọn hả? Không được chọn hả? Anh định tôi, từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ được chọn ai luôn á. Tôi giống như là đồ trong siêu thị đó, ai đi tới ngang muốn bóc muốn lấy vậy trời. Anh là hàng hot đó cho nên là chưa kịp bán là đã sold out rồi, hết hàng rồi. Hàng hot. Nếu mà nghĩ theo một cái ý tích cực như vậy là đúng. Không, mình chỉ là món hàng thôi. Ha. Không có, hồi nãy bé Hà Thu có hỏi em là ở trong nhóm của chị ai thông minh nhất, thì em mới nói là em thấy cái chán anh Luật là thấy thông minh rồi. Ủa nói vậy mà lát chơi thua Hà Thu. Chơi gì chơi mà hai người đồng đội gây áp lực cho tôi. Rồi, cặp đầu tiên Lâm Vĩ Dạ Only C. Quá tôi si. 3, 2, 1 khoan. Ra gì? Anh ra cái bao nha. Dạ. Anh ra cái bao kệ anh chứ. Tôi đâu phải Hà Thu. 1, 2 1, 2 Anh ra cái bao thiệt đó. Anh ra cái bao thiệt ba. Đó. 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 Sao em không tin anh? Sao á? Nãy gì nói em á? Chút đánh ca của anh là cũng mệt mỏi. Chưa gì đeo kiếm. Quên. Rồi, sẵn sàng chưa? Kể tên các loại trái cây có trên một hạt. Trên 5. Một hạt là nhiều hạt á anh. 4. Mãng cầu. Thanh long. 5. Lê. Sầu riêng. Dưa hấu. Mít. 5. 4. Mít tô nữ. Mít tô nữ. Nói mít tô nữ là mít rồi. À, mít rồi còn mít tô nữ. Mít là một mít thôi. 5. Một mít thôi. 4. 3. 2. Bon. Không, Lan Ngọc nhắc bon bon. Đâu? Lan Ngọc nhắc. Khoan, từ. Chưa. Nhưng mà là MC người ta có quyền chứ sao chị lại chị đập như vậy? Bây giờ hỏi những anh quay phim nè, có nhắc không? Máy này đang theo dõi cận Ngọc đúng không? Rồi. Hay quá người anh em. Mời lên. Em nói bình tĩnh. Hay quá. Mời. Hỏi Lucy cho mượn ghế cái. Rồi xuống đi kìa. Vòng này em thắng. Đúng vậy. An Giang lập đội này đương nhiên thắng rồi. Rồi thắng luôn. Tới người thứ hai. Ba câu lận mới có câu à. Câu thứ hai, quả tôi xì. Ra gì? Em vào cái bao tiếp. 1, 2, 3 Đâu có ai ngu hoài anh. Đâu có ai ngu hoài anh. Đâu có ai ngu hoài. Bớt lại. Mình được quyền kể trước. Kể gì ạ? Kể tên các tỉnh hoặc thành phố có chữ Y ngắn trong tên. Nội Bài. Nội Bài sao là tỉnh thành? Nội Bài sao là thành Bài? Anh ơi. 4, 3, 2, 1 Hải Dương rồi. Hải Dương rồi. Thôi là. Chuyện đó giữa Hải Dương ngay lúc giờ, mà số 2. Hết giờ. Sao mà cãi ngồi quá lại, trời lại, cãi. Ngồi lại. Những thứ vô dụng như thế này tại sao lại để đây nhỉ? Ra gì? Em đã kéo. 1, 2, 3
Chị trúng thanh cái búa gì vậy? Tôi thích. Không phải, tại đây bây giờ bẻ bung ra không được. Kể tên Tịnh Thành có chữ y ngắn. Nội bài, nội bài, nội bài, nội bài. Kể tên các con vật có chân mà không có lông. Con vật hả anh? Ừ. Có chân mà không có lông. 5 4 Con gà cúng. Đúng rồi. Nếu vậy em có thể nói là con heo quay, con vịt quay, con gì em nói không được. Đúng rồi. 5 4 3 2 1 Khoan. Em phải trả lời được thì em mới thắng được. 5 Con cá sấu anh. Đúng rồi. Khoan. Tôi mới nghe đồng đội nhắc. Con gì ạ? Con rái cá. Chúng ta đã bị thỉnh kinh. Rồi, em ở đây xin nè. Lấy cái dù ra. Con gì? Con gì có chân mà không phân. Hồi nãy trả lời con gì? Con rái cá. Rái cá. Đã thỉnh được chân kinh. Thắng rồi chứ được đúng không anh? Rồi, đội mình hiện tại thắng một lượt đầu tiên thuộc về Lâm Dạ. Bảo thần gì đó. Để tôi. Thôi để em đinh trước. Em ngồi cho não em tịnh lại đi. Tiết Luật và Hà Thu. Nè, Á Hậu là người ta thông minh lắm á. Thôi anh không. Quá tôi gì? Cần thua. Anh là nên trả lời sau là đúng. Okay. Ra gì? Ra cái búa. 1, 2, 3 Giỏi lắm anh Luật. 2, 3 Giỏi lắm anh Luật. Mời nói trước. Ủa, có dùng mời nói trước. Kể tên các con vật bắt đầu bằng chữ T. Con thỏ. 5 4 Chào ơi. 3 2 1 Trời ơi, thằng con lăng tê tê. Trời ơi. Trời ơi, thằng lăng tê tê. Thằng lăng tê tê. Ủa, đập bên đây mà. Tại anh Giang dựa vô. Anh Giang, ngồi vô đây. Không có, bạn nghe lộn. Đúng bạn vậy. Bạn nghe lộn. Anh ngồi vô đây. Bạn nghe lộn. Tôi không nghe câu hỏi lo cười không à. Chữ tê anh đừng có xào, người ta nói con thỏ rồi. Rồi, lượt đầu tiên, Hà Thu thắng. Có ai thắng mà như em vậy không? Câu tiếp theo. Khoan bạn, để tập trung đi. Mời quán sushi. Thiệt kết, dắt nhỏ đi thỉnh kinh chi mà giờ. 1, 2, 3 Thắng làm gì? Đã không có thông minh rồi mà còn thắng. Hãy kể tên con vật bắt đầu bằng chữ B là chữ bờ đó. Con bò. Bò. Con B. 5 4 3 2 Con báo. Báo. Con 5 4 B. Con B. Con B. Con bé. Bé là con gì? Bé là con gì? Bé. Bé là con gì? Bé nhỏ. Bé gái anh. Đúng. Loài người cũng là một loài động vật mà anh. Đúng rồi. Động vật. Đúng không anh? Con. Đúng rồi. Có. Không. Không. Nó nhạy quá à. Làm gì có chuyện chạy ở đây hả? Lượt hồi nãy Hà Thu thắng, lượt này Tiết Luật thắng là Huê. Bây giờ câu cuối cùng quán tôi xin. 1, 2, 3 Từ từ. 2,
ba. Từ từ, tôi xỉm với bạn hay tôi xỉm với Hà Thu? Bạn đếm mà sao tiền bạn ra cái bao? Chi nãy giờ tôi lo xỉm với bạn mà tôi thua, tôi thắng bên kia đó. Rồi, 1, 2, 3. 2, 3. Quay. Cái gì? Rồi. Đã không biết trả lời mà thắng quay. Kể tên các vật dụng trong nhà bắt đầu bằng chữ M. Mâm. Cái mẹt. 5. Trời ơi. 4. Cái màng. Cái 5. 4. 3. Cái từ từ. Khoan. 2. Cái mẹt. Mẹt. 5. Cái mụn. Đúng rồi. Rồi mà. Chưa màng. Mụn nãy là màng. Nãy là màng chưa mụn. Mẹt, mụn, màng. Cái mành. Cái mành. 5. Cái máng. Cái máng. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Đúng 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 đúng. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Chuồng rồi chứ không phải cái nhà. Đây, nhà có máng sói. À đó phải nói rõ là máng sói. Cái 4 3. Cái mâm. Mâm rồi. Mâm rồi. 3 rồi, 3 rồi. 3. Cái đó cả. Cái đó đó. 1. Cái xong. Cái đó là cái này nè. Xong. Vô. Cái mổ. Vô vô. Vô vô. Cái muỗng. Đó là cái muỗng. Anh phải kể thêm một cái nữa em mới phục. Cái muỗng. Cái muỗng còn gì nữa? Cái móc quần áo. Cái móc canh chứ gì. Cái màn hình tivi. Cái móc quần áo. Cái móc. Cái móc. Rồi cái mỏ nữa. Rồi lượt này Tiến Luật thắng. Thật ra ngồi cho nó căng lắm. Thật sự khi ngồi ở trên đó thì nói được hay lắm. Vô đây ngồi đi. Đây là lượt cuối cùng để quyết định đội nào thắng ở trò chơi này. Em không chơi mắt kiến nè. Kệ em. Trời ơi con bé này khờ dễ sợ. Ủa sao vậy? Tự nhiên em qua mắt kiến làm chi? Trong khi người ta chưa chơi người ta sạch tách. Em chưa chơi nhìn em kìa như con ăn mày thấy không? Đó rồi kia giờ mắt kiến vậy sao thấy đường tù xì. Thôi em không muốn mắt luôn. Thiệt luôn hả? Không. Đeo không? Anh nhìn bỏ ra đi. Vô mắt. Vô mắt. Thôi bỏ ra đi bao nhiêu mùa rồi. Rồi. Khùng quá. Lấy được nó rồi. Đeo đi. Con bé này khờ dễ sợ. Không có thành chánh quả là gì anh không á. Quả tù xì. 3, 2, 1. Thắng được đi trước đó. Trời ơi làm như mình thông minh như đó rồi cũng là xin sầm ăn cho tôi góp ý cái món mà Lan Ngọc sợ nhất là món địa lý. Bạn làm ơn bạn né giùm tôi nha. Đáp án không được dùng tiếng nước ngoài. Kể tên những quốc gia. Kể tên những quốc gia. Trời ơi. Trời ơi ban tổ chức ép tôi mới xong luôn á. Có hai từ. Hàn Quốc. Thái Lan. Nhật Bản. 5. 4. Na Uy. 3. Mông Cổ. Trung Quốc. 5. 4. 3. Quốc gia hả? 2. Thái Lan. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Là Việt Nam. Miếng điện đâu? Miếng điện đâu? Rồi, lượt đầu tiên, Trương Thế Vinh thắng. Hay quá, anh Vinh ơi. Lượt thứ hai. Đã không cần địa lý mà tại sao cứ địa lý hoài? Vô tình thôi. Câu thứ hai vẫn là địa lý. Quả tù xì. Ủa, Na Uy là hai từ hả ta? Đúng rồi, rồi mấy quả tù xì. 3, 2, 1. Thắng. Sao rung tay vậy? Kể tên các con vật có trên 4 chân. 5. Cú nhện. Chó. 5. 4. 4 chân. 3. Con kiến. 5. Con cua. Con còng. Con 5. Con còng là với lại 4. Con 3. Con bò xít. Con gà. Đó, con rạm. Cái gì con rạm? Con tôm xích. Con 5. Tôm mũ ni. Con 5. Tôm mũ ni. Con tôm sú. Tôm là một tôm thôi. Tôm tích. Rồi hết tôm. 5. Con tôm tích. À 4. Con sam. Đúng. 5. Con cuốn chiếu. À 5. Con sâu. 5 4 3 2. Con bồ cạp. Con bồ cạp.
Bồ cạp rồi, bồ cạp rồi. Chưa. 5 4 con bò cạp. 3 con sâu đớp. Con sâu đớp. Không con sâu rồi. Rồi. Con sâu rồi. Vô. Vô. Thì cái gì nữa? Thì cái gì nữa? Như vậy là Vinh. Anh Vinh chưa trả lời tiếp con nào mà sao thắng được? Không, tại Vinh đi trước mà. Đi đâu phải Vinh đi sau đâu. Nhưng mà con gì nữa? Cái gì? Anh cũng có biết đâu mà anh nhìn thôi. Con ong. Con ong. Thôi nghe chị dạ nhá. Con chuồn chuồn. Bơm bơm. Con ruồi. Con mũi. Như vậy là Vinh thắng hai lượt rồi thì dạ. Không. Tôi chơi cho em vui. Em okay. Chơi cho đến khi nào anh Vinh ảnh rớt bột thì thôi. Rồi quả tôi xì. 3, 2, 1. Thắng. Rồi. Trời ơi, đã khờ rồi. Đã khờ rồi mà còn đi trước. Kể tên tỉnh hoặc thành phố ở Việt Nam. Tỉnh hoặc thành phố ở Việt Nam. Lại là địa lý. Nó vô tình nè. Ôi nhiều câu mà. Sao anh cứ chơi em mấy câu địa lý hoài. Cho em câu khác đi, đừng có địa lý. Em biết có mấy này, tỉnh hả? Này cái này bằng chút sắp xếp. Anh sắp xếp. Vinh đừng mấy đổi không? Anh tự đổi. Thôi nhường em nói đi. Được. Anh Đợi. Kể tên các bài hát có tên 5 chữ. Thôi bạn ơi, thương em đó, đổi đi. Thích câu nào đọc luôn. Kể tên các loại áo. Rồi. Quá trời câu á, trọng mạnh cứ chọn. Kể tên các loại áo. 5. Áo thun. Thun. Áo mưa. Áo xi lê. Áo dài. Áo khỉ. Áo xi lê và khỉ mấy thứ. 7, 2 cái anh. Áo phép. Áo tan. Trời ơi trời. Đó mà. Đúng nhưng mà nó ghê. Áo cưới. Áo bà ba. Áo sườn xám. Áo sườn xám. Áo sơ mi tay ngắn. Áo sơ mi. Áo sơ mi tay ngắn. Áo ba lỗ. Áo áo lót. Đúng rồi. Áo hai dây. Hai dây. Đúng rồi. Áo len. Áo len. Áo ống. Áo cổ lọ. Áo khoác. Khoác rồi chưa? Áo măng tô. Măng tô. Áo bơm bơm. Bơ là gì? Có ba cái này nè. Mấy cái này nè. Mình không dùng tiếng ngoài. Bơm bơ với lại nhưng mà cái này gọi là bơm bơ chứ gọi là hút đi. Hút đi rồi bơm bơ là khoác. Ừ rồi. Giờ là bơm bơ đúng không? Thôi bạn ơi, đổi câu hỏi đi. Bơm bơ là khoác rồi. Thôi đổi câu hỏi đi. Đổi câu hỏi đi. Bé tự chọn mà chọn lại. Kể tên các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trên thế giới. Ê, anh vẫn coi nhiều nha. Lắm nha. 5. Chết rồi. 4. Vậy hả? 3. Elsa. Tom. Tom là gì? Tom. Jerry. Jerry. Mickey. Donan. Biglick. Minnie. Pooh. Khoan giấy kia. Winnie. Cái gì? Doraemon. Con gấu Winnie mà có cái này nè. Doraemon. Doraemon. Solomon. Solomon là ai đọc tên? Thủy thủ mặt trăng. Không có tên, có tên mỗi người đàng hoàng. Tức ghê, tự nhiên nhân vật hoạt hình là thủy thủ mặt trăng. Ví dụ như là Nobita. Ví dụ vậy như người ta là Solomon nè, là nhân vật không. Thủy thủ mặt trăng. Cái đó là cái tên thủy thủ sao kim nè, thủy thủ sao hỏa nè. Nè, đây, thủy thủ sao hỏa nè. Đỡ cậu khác. Kể tên các loại trái cây có một chữ. Rồi, kể tên các loại trái cây có một chữ. Mít. Mít. Xoài. Ổi. Đốc. 5. Nhãn. Dừa. 5. 4. 3. 2. 1. Vô. Cam nè. Cam nè. Quýt nè. Nho. Tự chọn. Áo này màu gì? Áo này màu gì? Đó. Cam là cùng hỏi với ai nè. Rồi gì nữa nè? Bưởi. Như vậy là sau lượt chơi này Chu Thế Vinh chưa bị, vẫn còn trong. Vậy em chơi tiếp. Chơi đến khi anh bị vậy thôi. Thôi chơi chậm hỏi. Kể tên các loại động vật ăn thịt sống. Đó, mà lựa mấy câu khó không nè. Đã bình thường mình yếu rồi. Cái nào mà nó chuyên môn của mình về thời trang nè, về cuộc sống nè. Hồi nãy chọn mà cũng nói không được. Tôi nói cho em nghe, lúc trước em thắng tụi tôi mấy câu thông minh toàn là nhờ người ta thương, người ta nhắc em không. Em phải công nhận điều đó đi. Không có fan của em không làm gì được hết. Phải mà em thi với anh Luật là em thắng rồi. Hả? Phải mà em thi với anh Luật là em thắng rồi. Hả? Khách anh có quyền thách đấu bạn.
tự nhiên đổi em thích đâu chị. Dạ. Chừng nào anh Vinh dơ thì thôi. Con này được không? Con này được không? Kể tên nè, có một bạn nè. Sao anh Thiên vậy? Rồi ok. Nè nha, nhớ kỹ hai chữ ok nghe chưa? Kể tên các bộ phận trên cơ thể con người mà chỉ có một từ. Chân. Mắt. Tay. Mũi. Tay. Miệng. Ngực. Cái gì? Ngực. Ngực. Tóc. Răng. Lưỡi. Ốc. Nước. Trời ơi. Môi. Môi. Mày. Mày. Nách. Nách. Mông. Chân. Bông. 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 Giò. Giò. Giò với chân khác nhau. Khác từ là được. Khoan từ từ nha. 5 4 3 2 Lưng. Lưng. Cổ. Cổ. Xương. Da. Ruột. Ruột. Rốn. Rốn. Lòng. Lòng. Vô tới nội tạng rồi. Ngươi. 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 Phổi. Phổi. Gáy. Gáy. Tim. Tim. Gan. Gan. Vai. Vai. Xô. 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 Xô là gì? Cái đó là dùng để tập tạ thôi ông ơi. Ủa? Đi 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 khám bệnh, bác sĩ khám thêm cái xô à. Xương. Xương. Nằm. Gối. Gối. Máu. Hả? Máu. Máu. Ờ cái gì à? Rồi. Ủa. Rồi. Ủa. Ủa tôi dắt rồi nó quýnh tôi luôn hả trời. Góp. Góp. Mạch. Mạch là cái gì? Mạch. À, mạch. Cũng mạch là chữ M. Cũng là chữ M. Cũng là chữ M. Bỏ chữ A. Ôi em thua đi. Thua mà. Thua. Tâm phục khẩu phục. Ủa. Không có thua không vậy được. Như vậy là tâm phục khẩu phục. Đợi mình chiến thắng ở trò chơi này. Xin chúc mừng. Anh thua. Ai đặt tên buồn buồn? Ai? Anh đó, anh kêu. Ai? Okay. Coi lại từ đầu. Ai là người đặt buồn buồn? Coi lại. Em nhỏ nhất. Em đặt tên đi. Anh tin là lần này em muốn xui đâu. Lần này có anh mà. Đá hồng. Thì bên này là Dũng Bông. Dũng Bông. Gì trời. Em đó. Sao mấy anh không cản em? Trời ơi, em mà muốn cản được em hả? Trò chơi này ra không biết. Nhanh tay nhanh trí thôi, sẽ có ba cặp đấu với nhau. Những câu hỏi chương trình đã chuẩn bị sẵn, mời lựa chọn. Em với anh Vinh, anh chơi trước. Được, được, ok. Cặp thứ hai là ai? Mời em. Em chọn đi. Dạ. Dạ thôi em chọn chị Ngân ạ. Tôi với anh Lực. Câu đầu tiên, quá dễ. Dễ quá. Wow. Trời ơi, bắt đầu em thấy vô tri rồi đó. Thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm bốn chữ cái? Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. À, bốn chữ cái. Trời ơi. Trời ơi. Trời đâu phải là em. Cái này nguy hiểm lắm. Vinh hả? Ủa Minh đó. Vinh, tự nhiên gọi là Hồ Chí Minh. Nhưng mà có chữ Minh mà. Bán cái nữa cho tỉnh là đi bạn thôi. Quá dễ đúng không? Rồi tiếp theo. Thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm ba chữ cái? Ba chữ cái. Thành phố. Năm. Huế. Bốn. Huế. Ba. Ai mới nhắc lại? Ai mới nhắc chữ Huế vậy? Dạ, dạ chỉ vô người. Không có. Không. Không có. Tôi là tí đàn ông mới nhắc ở dưới. Nam Mập. Em có quen Nam Mập không? Nam Mập. Ủa? Là ai? Em có biết Lê Hữu Hoàng Nam không? Không. Chưa từng làm việc chung. Chưa từng. Chúng tôi không biết ai tên Lê Hữu Hoàng Nam. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa? Gì vậy? Tạo sự. Ủa anh kỳ quá à. Lê Hữu Hoàng Nam là cái người đã quay phim, làm DOB cho phim của em rồi. Nếu mà đã đi làm phim thì anh không có đi làm game. Anh đang nói ai vậy? Lê Hữu Hoàng Nam mà nhắc một lần nữa là tôi mời lên đây ngồi. Cho bắn 7x7 49 phát. Anh Nam cứ nhắc đi. Trong MV Quá Khứ Đôi Hiện Tại Đơn của ca sĩ Đức Phúc, Hồ Minh Chi đánh show màu gì? Ê, ê. Không có đâu.
đánh son màu gì hết, tại vì nó là trắng đen. À, em biết trắng đen hả? Cái đó không đồng ý. Có đánh son nhưng mà vì nó trắng đen thôi. Thì trắng đen thì không nhận ra được. Thì đúng rồi, là không có nói màu gì hết. Con gì lúc nhúc thấy ghê, gắn thêm dấu sắc thì bỏ nồi canh chua. Chua. Cá lóc. Lóc đúng không? Lóc đúng không? Xấu, xấu, xấu. Con cá xấu. Canh chua cá xấu mọi người ơi. Canh chua cá sấu mọi người ơi. Lần đầu tiên trong lịch sử canh chua cá sấu. Sau họ đem dấu sắc là trái sấu. Đúng rồi, cái đó trả lời cho vui thôi. Đây là đối tên thôi, lời để bài hát. Tập trung lại. Lời bài hát thì sẽ ra được đáp án. Rapper nào mới ra đời đã đẹp trai? Ê! Chết không biết luôn á. Thiếu thứ hai. Chính xác. Cái gì? Thiếu trai. Trong màn ảo anh không có xa vời. Anh chỉ mới đẹp trai gần đây từ khi ra đời. Có đoạn là anh đẹp trai từ khi mới ra đời đó. Trời ơi, cái đó mà hỏi tôi là điếc thiệt luôn á. Anh đẹp trai từ khi mới ra đời. Hãy sắp xếp theo thứ tự từ chậm đến nhanh nhất. Vận tốc tàu hỏa, vận tốc tàu ngầm, vận tốc ánh sáng, vận tốc âm thanh. Tàu ngầm, tàu hỏa, âm thanh, ánh sáng. Chính xác. Vinh giỏi quá. Ngồi luôn đi em, chút xíu ngồi luôn đi, đừng xuống. Bạn Bam là bạn người Thái, bạn An là bạn người Việt Nam. Mỗi lần gặp bạn An, bạn Bam chắp hai tay vào nhau và cúi đầu. Vậy tức là bạn Bam đang thể hiện điều gì với bạn An? Bạn An. Bạn An. Ủa? Ngọc trước. Chào. Quá đơn giản. Không có đi ra. Quá dễ ha. Một lát sau, bạn Bam gặp bạn Sa đến từ Tây Tạng. Cô theo truyền thống của Tây Tạng thì bạn Sa sẽ chào như thế nào? Ngọc. Lè lưỡi. Hả? Lè lưỡi ra chào. Cái đó là bên Tây Tạng. Ở Việt Nam đừng gặp con trai mà lè lưỡi. Dạ nhưng mà anh hỏi. Thì đúng rồi. Nhưng mà sai. Đúng rồi. Không, bạn vẫn phải chào vậy. Còn bạn kia bạn mới lè lưỡi. Đang nói bạn kia. Anh Vinh bắn một lần nữa. Bây giờ là câu cuối cùng để phân thắng bại ở lượt này. Ôi ghê. Câu này nhiều người biết luôn. Ở Ấn Độ. Rồi xong. Ra thể hiện thái độ không đồng tình thì người ta sẽ A. gật đầu, B. giơ ngón trỏ lên đầu, C. lắc đầu và D là quay mặt bỏ đi. À, thôi đóng đại đi. Vô con trỏ lên đầu. Vô con trỏ lên đầu. Tự nhiên không đồng ý là giơ con trỏ lên đầu. Người ta không đồng ý. Quay đầu bỏ đi thôi. Người ta không? Sẽ gật đầu. À, gật đầu. Ở đó là ở bên Ấn Độ. Ồ. Như vậy ở lượt này Ninh, Dương, Lan Ngọc chị thắng. Yeah. Ủa sao kỳ vậy ta? Thì tại anh giành quyền trả lời mà không được thì là điểm của em. À, bây giờ em thắng nhiều mà. Ôi anh ơi, nãy giờ có mình em trả lời à. Mà em sai không à? Em đúng một câu, sai một câu, đúng một câu, sai một câu. Để anh đi về. Kể tên ba tỉnh hoặc thành phố có từ Hà. Lượt. Từ Hà. Lượt. Hà Nội. Một. Hà Giang. Hai. Năm. Bốn. Ba. Nam Ninh. Hai. Một. Bắc. 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 Mới bơ bơ là hơi nhiều, thông cảm cho chương trình. Hà Tiên. Cắt máy. Đúng không anh? Em nói đúng mà đúng không? Nhưng giọng cười của chị sai. À, tại vì cái giọng cười em nó sai lắm. Câu tiếp theo. Tiếng Anh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ chính thức của quốc gia nào sau đây? Canada, Bỉ hay Hà Lan? Canada. Yeah, hay quá chị Dạ ơi. Tôi biết câu đó mà tôi giơ tay trễ.
Đúng rồi. Kiến thức người ta uyên thâm. Thôi mà chân à. Bớt đẹp vô à. Bớt đẹp là. Con chó. Con chó. Con chó. Sao tự nhiên con chó anh quay thẳng qua đây vậy? Rồi tự nhiên quay qua con chó. Con chó và con ếch thi bơi với nhau. Bình thường thì con ếch đều thắng, nhưng tại sao lần này con ếch lại thua? Hết câu hỏi chưa? Hết. Anh trả lời đi. Chó ếch chết à. Trời, tôi đề nghị bắn à, câu trả lời vô tri. Tự nhiên trả lời đi. Chó ếch chết à. Tại sao lần này con ếch thua? Tại vì nó không có bơi, nó đứng ở trên bờ. Thì có mình chó nhảy xuống, chó bơi qua kia thôi. Bắn à. Đáp án là tại vì những lần trước ban tổ chức cuộc thi bơi ếch. Còn lần này ban tổ chức cuộc thi bơi chó. Trời ơi, tôi nghĩ là đố chữ chó ếch chết á. Anh chết đó hả? Trong truyện Sự Tích Trái Dưa Hấu, con nào đã bán hạt giống cho mang tim? Con chim, con heo hay con chó? Chó. Con chim. Không có bán. Nó ngậm. Nó ăn lộn. Nó ngậm cái hộp, nó thả vô. Thả đâu mà thả đó. Sao mang tim nói câu gì? Mang tim nói là chim ăn được, người ăn được. Ghê. Mang tim bèn khắc mấy chữ lên trái dưa hấu, thả trôi ra biển. Chữ gì khắc chữ gì? Ship tận nơi. Ship tận nơi. Quên cái vụ bán. Câu này dễ. Nếu bác sĩ đưa cho bạn 3 viên thuốc và dặn uống mỗi viên sau nửa giờ, vậy sau bao lâu thì bạn uống hết? 5 4. Quá dễ. 3 2 1. Bác sĩ đưa cho bạn 3 viên thuốc, dặn uống mỗi viên sau nửa giờ, vậy sau bao lâu thì uống hết? Mỗi viên sau nửa giờ thì là 1 tiếng rưỡi. Dạ, lên đi. Lên đây. Kêu dễ. Lên đây. Đúng không? Do đội mình trả lời sai. Mỗi viên sau nửa giờ. 3 viên nè, luật này cầm 3 viên nè. 3 viên. Con ơi, nghe thầy nói nửa dạ. Tiếng một lần. 1 tiếng. Rồi, uống đi. Nửa tiếng đầu tiên là uống nè, xong rồi sao? Nửa tiếng. Còn một cái là nửa tiếng nữa là hết. Là 1 tiếng thôi. Sinh nhật Ngân. Sinh nhật Ngân. Vinh tặng cho Ngân 12 bộ quần áo và 2 áo khoác. Sinh nhật Ngọc. Ngân tặng Ngọc 2 bộ quần áo. Hỏi Ngân còn bao nhiêu cái áo? Cái áo nha. Cái áo. Mời. Không có nhìn xuống dưới. Áo khoác với áo kia luôn. Kìa. Còn 10 cái áo. 7 cái áo khoác. 12 cái. Chính xác. Mấy mốt mình đừng nói gì hết á. Tôi nghĩ tới đố chữ không? Cái áo, cáo ái. Nữa. Cái giờ tôi nghĩ đố chữ không luôn á trời. Vinh rất thích thể thao. Hôm đó Vinh vận động mạnh ở nhiệt độ 38 độ C. Hỏi tại sao Vinh không toát mồ hôi? Bởi vì bữa đó Vinh bơi lội. Cái gì? Bữa đó Vinh bơi lội. Sai. Chính xác. Oh. Yeah. Câu này căng. Căng. Nó dễ lắm nhưng mà hãy nghĩ căng. Cô giáo để sắp tài liệu 10 trang in 2 mặt trên bàn. 2 mặt. Và bị gió thổi bay tứ tung. Tứ tung. Cô nhặt. Bắn đi, bắn liền bạn, nãy giờ vậy không các bạn? 10 trang in 2 mặt, bị gió thổi bay tứ tung. Cô nhặt lại được những tờ giấy có ghi trang 1, 3, 7, 9. Hỏi cô bị mất mấy tờ giấy? 1 tờ giấy. 1 tờ giấy. 1 tờ giấy. 1 tờ giấy. Đó là trang 5, 6, 2 mặt. Nghe chưa? Anh luật. Cô giáo nhặt lại được tờ giấy có ghi trang 1 thì bên kia nó sẽ là trang 2. Tờ thứ 3 thì bên kia sẽ là 4. Trang 4. Thôi đừng nói nữa.
Tôi lên đây cái trò này là tôi thua hết. Đố chữ nè. Đố chữ. Trời ơi, anh làm như anh gành và đố chữ lắm vậy. Trời. Bạn nếu mà nói lái là bạn nhắm mắt tôi một cái nha. Đố chữ thôi, đơn giản. Cái này rất đơn giản. Ok. Bánh gì vừa ăn vừa phải trông coi? Vừa ăn vừa phải trông coi kìa. Anh luộc trời. Trời anh... Dễ mà anh. Bánh này có thiệt. Bánh canh. Chữ đâu? Canh. Canh. Trời ơi, lại lại nghĩ nói lái nữa. Ai biểu nghĩ nói lái? Ăn coi ôi căng. Nó là bánh căng. Biển gì không có nước mà vẫn có cá? Biển hả? Trời ơi luôn. Tĩnh tâm lại anh ơi, tĩnh tâm lại nè. Mình biển gì không có trong... nước mà vẫn có cá kìa. Trời ơi. Trời ơi chị dạ. Tĩnh tâm bây giờ. Lộc trả lời luôn. Báo. Báo. Không nè. Cái đầu tôi không biết nha. Nè. Nè. Biển báo mất bơi gì có cá chồng. Mấy cái biển không báo này nè. Mà ở trên đây là cấm câu cá này nọ đó. Ờ đó. Có hình con cá. Thì phải rõ ràng là biển gì? Biển cấm câu cá. Biển cấm câu cá. Chính xác. Mời ăn hại về chỗ. Cho em hai cái biển báo đời bên đây được không? Như vậy là Lâm Dạ vẫn thắng, xin chúc mừng. Tí chở trứng đi bán nhưng bị rớt vỏ trứng, bà con phụ tí nhặt trứng, hỏi bao nhiêu quả trứng còn nguyên. Trời Nhi, đây là câu đố chữ. Trời ơi, đi bán năm bốn ba. Ủa sao đứa bạn này đố chữ không? Bà con. Còn ba. Bà con là còn ba. Bây giờ là lái hay gì anh nói? Bình thường kiến thức. Cơm gì không cần nấu vẫn ăn được? Cơm gì không cần nấu vẫn ăn được? So easy. Cơm. Đó, cứ vậy mà người ta thua. Ủa, em đang làm đội bạn hoang mang mà. Nam. Cơm cơm. Cơm chảy. Cơm nấu sao cháy? Đâu trả lời thử xem nào. Cái thử này thôi, chắc thử là thôi. Cơm chó hả? Không phải cơm chó chị ơi. Không, cơm chó là phát cơm chó. Người ta yêu nhau nói cơm chó phát cơm chó đó. Không. Em cũng đi cơm chó nhưng không phải. Cơm hộp, cơm tiệm hả? Cơm tiệm. Cơm tiệm ta vẫn nấu mà. Cơm dừa, à, cơm sầu rồi. Riêng. Cơm... À... Hên quá. Hên quá. Hên quá, không cần trả lời vẫn thật. Đây là câu đố chữ. Cơm gì không ăn ở nhà? Đố chữ đó. Trời ơi. Cơm tiệm. Ê, đúng rồi. Cơm tiệm thì ăn ở tiệm, mua về nhà ăn vẫn được. Cơm gì không ăn ở nhà? Trời tội nghiệp. Đó là cơm hàng cháo chợ. Điền từ còn thiếu trong câu thành ngữ sau: chim chấm chấm chấm, cá chấm chấm chấm. Dễ. Chim trời cá nước. Chim trời cá nước hoặc là chim xa, xa cá lặn đều được hết. Chưa kịp luôn. Trời ơi, sao em đúng thật mình. Bé kia bây giờ nưng não rồi, em trả lời hết đi. Đây là câu đố chữ. Tiếng luật yêu Thu Trang đến mức đổ bệnh thì gọi là gì? Đổ bệnh. Yêu. Đổ bệnh thì gọi là gì? Yêu đổ bệnh. Yêu gì? Có từ gì yêu ghép với từ yêu? À, yêu mê mệt hả? Đố chữ, đố chữ thì phải có nghĩa chứ. Yêu... 5, 4, 3, 2, yêu. 1. Yêu cả. 1. Yêu cả. Yes! Tiếng luật yêu Thu Trang đến mức đổ bệnh thì gọi là bệnh tình. Đúng. Đơn giản thôi mà tại mình nghĩ sâu xa. Không, tại vì lo nghĩ chữ yêu. Đúng rồi. Tại vì anh cứ yêu kìa. Em tưởng anh nhắc từ yêu. Hay là anh nói là anh luật có tình cảm với chị Thu Trang đến đổ bệnh. Vợ chồng người ta mà có tình cảm gì nữa. Thôi không sao. Hồi đó. Rồi tôi nghĩ là chữ yêu mê. Tôi nghĩ là em yêu. Con cá rô dùng vằn giận dỗi trong rổ rá, hỏi có bao nhiêu chữ gì? Ai gì? G-I ngắn. Dạ G-I ngắn. Con cá rô dùng vằn giận dỗi trong rổ cá. Mời. Một.
Chính xác. Mùa xuân hoa nở là vì sao? Trời ơi, mùa xuân hoa nở là vì em. Ơi thời tiết chứ chị, chứ liên quan là do thời tiết môi trường nhiệt độ. Trời ơi, mà chị Dạ, mắc gì vì em mà mùa xuân hoa nở vậy? Em trả lời dưới đây là vì thời tiết chị Dạ quá. Em là thời tiết môi trường là nhiệt độ. Dạ, đó đúng, em trả lời đúng mà chỉ nhìn em. Tôi tưởng là đâu câu đúng mà không. Một người đàn ông miêu tả các cô con gái của mình như sau: tất cả đều có tóc vàng nếu trừ đi hai, tất cả đều có tóc đen nếu trừ đi hai, tất cả đều có tóc đỏ nếu trừ đi hai. Vậy ông có bao nhiêu người con gái? Ba. Em cũng nghĩ là ba rồi, cũng dơ rồi. Lần chiến thắng. Wow. Như vậy là ở trò chơi này mình là toàn thắng ba lượt luôn nha mọi người. Đúng là chân thiện mỹ ha. Yeah. Hai game trước mình thắng, game này mình thua. 2-1. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.